66 kg. Văn Sơn, Kinh Bắc, Phố Đỏ gặp Tiến Luật, Công an Nhân dân, Lúa Xanh, hai đô vào giữa sới. Hai đô xe đạp. Hai đôi chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Thank you.
mời hai đô vào giữa sới để chúng tôi công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả ở lúc 4 phút 50 giây hiệp 1, đô Nguyễn Tiến Đập, công an Phố Xanh thắng cuộc.